Ba Tùng muốn ăn không? Không, không ăn, tụi con đi ra chỗ khác chơi đi con. Em ăn rồi. Bình ơi, chị đi vệ sinh chút xíu, em ở đây chơi nha. Alo. Trời ơi, bây giờ kiếm đâu ra 100 triệu bây giờ? Không được, không được dính tới sao mà đem, nguy hiểm lắm. Chị An ơi, chị An. Cái gì vậy? Ba Tùng có chuyện rồi. Chuyện gì? Rồi vậy đi, vậy đi, vậy đi. Ba Tùng. Hả? Có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu, sao tự nhiên hỏi ba như vậy? À có. Bà có công chuyện đi gấp. Con ở đây coi em nghe chưa? Còn chút xíu ba về mấy cha con mình đi coi phim nha. Ba Tùng. Ủa, ba Tùng có chuyện gì vậy? Ba Tùng bị sao đen đòi nợ rồi. Cái gì? Có chuyện nó xảy ra hả? Dạ. Dạ. Chính tay con nghe, chính mắt con thấy. Ba Tùng bị xã hội đen đòi nợ đến 100 triệu lận. Trời đất ơi, tại sao ba Tùng con không chịu tâm sự với mẹ Hường? Theo con nghĩ, ba Tùng không chịu tâm sự với dì là tại vì sợ dì bị lo lắng, với lại bị liên lụy. Thương ba Tùng con quá vậy. Chia sẻ với dì vậy đó hả? Lo lắng sợ dì lo hả? Không biết tụi mình có giúp gì được cho ba Tùng không nữa. Tội ba Tùng quá à. Dì ơi, chính nơi xã hội đang là nguy hiểm lắm luôn á. Đúng rồi đó dì. Nè, tao nói cho mày biết, tao là xã hội đen chứ không phải là xã hội trắng. Tao cho mày thời gian từ sáng cho tới tối kiếm đủ cho tao 100 triệu. Còn nếu như không là mày biết như thế nào rồi đó. Tụi bay, bắt xà nó cho tao. Ê dài ơi, em đâu có tiền vô đâu, bắt xà em kìa. Chuyện nhỏ ha. Đối với dì Hường, 100 triệu lo cho ba Tùng của con thoát khỏi tụi xã hội đen 30 giây thôi. Thiệt có cái gì? Nhưng với một điều kiện. Dạ điều kiện gì? Là hai đứa con phải gọi dì Hường là mẹ Hường. Mẹ Hường. Nhanh dữ vậy trời. Trời đất ơi, ai chuyển tôi 100 triệu vậy trời? Ủa chết. Trời ơi, ai mà lộn chuyển quá trời chuyển vậy? Chú. Gì vậy? Gì vậy? À, tự nhiên có người chuyển 100 triệu vô tài khoản chú, chắc chuyển lộn rồi nè. 100 triệu hả? Ờ. Cỡ sao nhiều vậy? Thôi kệ đi, chắc người ta chuyển lộn mà thế nào ngân hàng cũng gọi điện lại cho chú à, rồi trả lại cho người ta. Ủa, kiếm chú hả? Dạ. Chú làm gì vậy? À, rủ chú đi ăn chè cho nước. Trời đất ơi, thôi dẹp đi. Ám ảnh cuộc đời chú. Bây giờ nhìn cái chè cho nước ngán lắm rồi. Phải 2 năm nữa mới ăn được. Thôi, giờ đi coi phim không? Thôi, cô báo phim hành động rồi, chán. Thôi, phim hành động đi, có phim mới hay lắm. Ờ. Dạ. À, anh ơi, dạ cho em xin lỗi là anh có biết nhà của anh Nguyễn Thanh Tùng ở đâu không? Nguyễn Thanh Tùng nè. Ờ không, Nguyễn Thanh Tùng ở địa chỉ nào? Dạ, mà có chuyện gì không anh? Dạ, có phải địa chỉ này không anh? Ờ, ủa mà có chuyện gì không vậy anh? Dạ, em giao đồ tới. Đồ gì? Dạ, có một người đặt nguyên một xe container đồ điện máy và nội thất giao cho anh. Đặt cho tôi. Trời. Anh chỉ cần ký thôi. Thôi, mấy trăm triệu tiền đâu trả, trời, tự nhiên người ta ký. Anh chỉ cần ký thôi, người ta thanh toán hết rồi. À, ai thanh toán hết rồi. Dạ. Bây giờ em kêu xe container quay về đi. Không có chủ nhà ở nhà. Ủa? Tùng đi rồi. Ủa? Vậy anh là ai? Tôi là Tùng. Hả? Tùng. Tùng hàng xóm của ông Tùng. Ông Tùng nghe nói ông đi trốn đâu tới mấy tháng lận á. Cái gì? Ông trốn hả anh? Ờ, không biết bị gì mà ông trốn, tội nghiệp ông lắm. Thôi chết rồi. Thôi em kêu container quay về đi. Kêu quay về đi. Alo, quay lại đi. Đừng có vô nữa, bây giờ không có ai hết á. Ủa cái gì vậy trời, sao ai tự nhiên gửi đồ cho chú vậy ta? Mấy trăm triệu á. Nhưng mà địa chỉ nhà chú hả? Biết là địa chỉ nhà tôi rồi, nhưng mà trời ơi, ba cái đồ lỡ dính đồ cấm vô chung nó phải chết không? Vừa mới nhận xong cái bị bắt luôn, thôi mà mệt lắm. Nói chung không phải của mình. Anh, cái gì? Anh biết anh Tùng không? Dạ, Nguyễn Thanh Tùng. À, mà có chuyện gì không? Chắc lên nhà đi, bây giờ mình đập hết mình xây lại. Vợ anh á nói là bây giờ cái nhà hư hết rồi, nhà cũ quá rồi. Vợ tôi là ai trời, làm gì mà có vụ vợ rồi đập hết xây lại là làm sao? Thôi dắt em lên đi, em bên xây dựng nè.
bên xây dựng đập hết nhà để xây lại hả? Đập hết nhà xây lại mà anh yên tâm đi, tiền bạc đồ đủ chị lo hết rồi, bây giờ chỉ ký nhận giùm em thôi. Lộn người rồi ông ơi, lộn rồi. Chết em rồi, chết rồi. Vậy là bà này bà làm ăn kỳ với trời. Bây giờ gọi điện lại kêu người ta đừng có qua đập nhà nha. Dạ dạ thôi em xin lỗi anh, cảm ơn anh. Trời ơi. Alo. Trời ơi, bà làm vậy là chết tôi rồi. Ủa cái gì vậy trời? Ủa là sao chú? Ủa sao tự nhiên nguyên một đội giải phóng mặt bằng tới giải phóng nhà chú luôn vậy? Nhưng mà đúng tên đúng địa chỉ luôn. Ừ. Ai vậy? Không được, chú phải làm cho ra lẽ mới được. Ủa, chú mà... nghi ngờ cái người này quá. Alo, chị Hương hả? Tùng hả? Tùng nhận được quà rồi phải không? Bất ngờ lắm hả? Bất ngờ chuyện gì vậy chị? Tại sao tự nhiên chuyển quà rồi qua nhà tôi rồi đập nhà tôi là sao vậy chị? Đó là Hường tạo bất ngờ cho Tùng đó. Tùng thấy có vui không? Tất cả là Hường làm cho Tùng hết đó. Là vì tương lai của hai tụi mình đó. Tương lai hai tụi mình là sao? Chị nói sao tôi không hiểu. Tôi không có nhận đồ đó đâu, tôi nói cho chị nghe. Là Hường kêu người chở đồ qua đo đạc lại nhà, để đặt ở trong nhà, xây nhà mới cho hai tụi mình ở đó. Trời ơi chị ơi, nè nè, chị khoan nói đi, tôi nói chị nghe nè. Thứ nhất là tôi không có nhận quà đó, tôi kêu người ta chạy về rồi. Thứ hai, nhà tôi là nhà chung cư, chị kêu người ta tới đập nhà xây lại, đập rồi sụp nguyên cái chung cư, phải tôi ở tù không chị? Sao chị ác vậy chị? Thôi tôi không có nhận cái gì của chị hết á. Vậy nghe. À mà khoan đã. Bây giờ chị nghe tôi hỏi nè, có phải chính chị Hường là người gửi 100 triệu vào tài khoản của tôi không? Tôi có chuyện bận rồi nha, nói chuyện sao nha. Chị Hường. Chú, vậy là bà Hường chuyển cho chú 100 triệu hả? Chú nghĩ vậy đó. Ủa tại sao bà làm vậy? Chú với bà có cái gì đúng không? Sao bà chuyển chú 100 triệu vậy? Sao chú biết, tự nhiên hỏi chú kỳ cục vậy? Chuyển chú 100 triệu còn mua đồ nội thất cho chú, đòi đập nhà xây lại cho chú nữa. Chú với bà có cái gì đúng không? Tự nhiên hỏi chú vô duyên. Chắc chắn chú với bà có cái gì bà mới làm vậy chứ. Đừng có tào lao quá đi. Đi coi phim. Không có coi vậy đó. Chú đi coi phim với vợ chú đi. Cái con nhỏ này. Vy. Vy. Hôm nay ngày gì gặp toàn là gì đâu không vậy trời. Ba ơi, ba làm gì mà sao ba lo lắng như vậy? Lo sao không lo, quà sắp tới. Ủa ba mua con quà về nhà mình hả ba? Tôi nói quà đây là thảm họa đó. Thảm họa sắp chuẩn bị ập vô nhà chúng ta rồi. Ồ, chào mọi người đó. Chào cả nhà thân yêu. Qua bên kia ngồi con. Chào Tùng. Chào hai con yêu. Con chào chị Hương. Mẹ Hương. Đó, mẹ Hương. I love you. Hai đứa con qua bên kia tránh bão đi. Hả? À không, hai đứa qua bên kia ngồi. Để ba với lại dì Hương nói chuyện. Dạ. Ủa, đi đâu vậy Tùng? Qua bên kia chứ ngồi đây ngồi gần kỳ lắm. Thôi ngồi đây đi, để Hương đi. Chiều vậy thôi chứ. Phép tôi nói thẳng với Hường, sao tự nhiên đem đồ đạc tự tiện để nhà tôi? Bây giờ khi nào Hường dọn đồ đạc của Hường đi ra chỗ khác đi. Hường biết là Tùng rất là sốc, nhưng mà Tùng bình tĩnh nghe Hường nói nè. Tất cả những đồ đạc đó là khi hai ta về sống chung một nhà, tiền á Hường cũng chuyển cho Tùng hết rồi đó. Trời ơi, Hường không hiểu gì hết. Ý của tôi là thôi mà, Hường biết là Tùng cũng đang bối rối đúng không? Nhưng mà chúng ta như vậy hoài cũng đâu có được. Mình cũng phải tính đến cái chuyện đó chứ. Mình sẽ kết hôn với nhau. Hường còn nghĩ đến chuyện nha, là mình làm đám cưới ở Mỹ nè, xong rồi mình hưởng tuần trăng mật ở Brazil nè. Lúc đó, đây, áo cưới đẹp không? Có nhiều mẫu lắm, mẫu nào cũng hợp với Hường á, veston cũng đẹp nữa nè, Tùng chọn đi. Trời ơi, hạnh phúc dễ sợ luôn khi mà chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Vậy nha. Yeah, đám cưới đây. Nghe lớn chuyện người lớn hả? Ngồi xuống. Ủa sao tự nhiên chị lại tự sắp xếp cuộc đời của tôi vậy? Cái chuyện tôi cưới ai, tôi làm gì là chuyện của tôi. Cuộc đời tôi nó bề bộn lắm rồi, để tôi tự sắp xếp đi chị ơi. Thì bây giờ Hường sắp xếp lại cũng được vậy. Tôi không cần. Tùng nói gì mà nghe được.
mình đã biết nhau cũng khá lâu rồi, mình cũng hiểu tính ở nhau hết rồi. Với lại bây giờ Hường cũng đâu có còn trẻ đâu, 40 mấy tuổi rồi. Hường cũng muốn cuộc sống của chúng ta yên ổn, hôn nhân cho chúng ta hạnh phúc, rồi còn có con cái với nhau nữa. Trời ơi, cái gì vậy chị Hường? Chị Hường bây giờ chị Hường nôn cưới quá. Được rồi, để tôi giới thiệu ông chú tôi cho. Cái gì vậy Tùng? Chứ tự nhiên sao mùa 1, 2 rồi cưới tôi vậy? Tùng làm tổn thương dữ vậy? Tổn thương gì? Tôi đâu có thích, tôi đâu có thích chị đâu. Mà tự nhiên chị làm gì, tự nhiên chị tự động chị chuyển tiền cho tôi. Rồi chị đòi cưới tôi làm sao trời? Bây giờ á, Tùng không thích thì Tùng cũng phải làm theo ý của Hường thôi. Tại sao? Nếu như mà không có 100 triệu đó của Hường á hả, thì làm sao mà giải thoát cho Tùng được? 100 triệu giải thoát là sao? Chị nói sao tôi không hiểu, chị nói rõ giùm tôi đi. Là bị dính tụi xã hội đen nó giết chết rồi. Mà Hường làm sao có thể để cho Tùng chết được như vậy chứ? Đúng không các con? Dạ. Dạ cái gì? Tôi dính tiền xã hội đen là sao? Hai đứa nhỏ kể đó. Đây. Lại đây. Ai? Ai là người nói tôi dính tiền xã hội đen hả? Kìa. Dạ, tại con nghe ba Tùng nói chuyện điện thoại thiếu tiền nên. Hay quá ha. Nghe lén rồi còn nói còn dựng chuyện lên nữa hả? Ba, ba đừng có đánh em con nha. Là lỗi tại con á. Con muốn thử lòng dì Hương. Cái gì? Con thử lòng dì Hương. Bây giờ dì Hương rồi lấy ba luôn kìa. Thì sao? Tụi con biết cái gì cho tụi ba con tự động dựng chuyện lên, tự suy diễn. Rồi bây giờ con đẩy ba vô cái tình huống khó. Tôi đâu có mượn tiền sao đen đâu chị Hường. Vậy là sao? Trời ơi, mấy đứa nhỏ nó tự dựng chuyện lên. Nó nghe đầu này đầu kia nó dựng chuyện lên. Tôi có nhỏ bạn, nó đi phẫu thuật thẩm mỹ, nó cần gấp 100 triệu nó gọi điện nó mượn tôi. Tôi nói tôi không có tiền. Rồi nó đòi mượn tiền xã hội đen. Tôi can nó, tôi kêu đừng có dính vô xã hội đen. Vậy thôi đó mà hai đứa nhỏ này tự động dựng chuyện lên. Trời đất ơi, sữa sắc đẹp mà phải đi mượn tiền xã hội đen vậy đó hả? Thôi được rồi, để chiều nay tôi chuyển tiền tôi trả lại cho chị. Thôi, cứ phụ lòng người ta hoài. Coi như là tiền đó chuyển cho Tùng để trợ cấp hai đứa nhỏ. Thôi mà chị ơi, trời ơi, tôi lại chị luôn á. Mai mốt chị đừng có dính dáng tới cuộc đời của tôi nữa. Tôi lo được cho hai đứa nhỏ rồi. Đừng có chuyển tiền gì hết, để tôi kêu gửi lại cho chị. Kìa Tùng, sao Tùng nở lạnh lùng với Hường hoài vậy? Nếu như mà cuộc sống này không có tình yêu của Tùng thì làm sao mà Hường sống nổi? Nếu như mà chị còn muốn gặp tôi ở công ty á thì chị nhận lại số tiền đó. Còn không tôi trốn luôn, tôi bật vô âm tính là chị khỏi thấy tôi luôn đó. Tôi nói thiệt á. Còn hai đứa nhỏ sao? Dạ, con xin lỗi ba. Tại con đứng thiệt mà. Con muốn tìm người yêu lý tưởng cho ba. Tôi không cần. Sao mình hở nhiều tình với người ta dữ vậy nè? Mẹ Hường, đừng có khóc nữa mà mẹ Hường. Trời đất ơi, nó kêu mẹ Hường luôn. Mẹ khổ quá con ơi. Trời đất ơi, đồng tiền có sức mạnh ghê gớm. Ngày dần xuống, đáng yêu quá chừng. Dạ chú, con để hồ sơ trên bàn á, chú ký giùm con nghe chú. Chú nào? Em tưởng chú Tùng. Trời đất, con nghĩ sao vậy? Chả lẽ ngay một cái chạm nhẹ như vậy mà em không cảm nhận đó là anh hay sao? Dạ. Anh Sơn đây. Nghe em lộn. Có gì đâu mà lộn. Tại sao mà lộn giữa hai cái hình thể hoàn toàn khác nhau vậy được? Rõ ràng một cái hình tượng một người đàn ông lúc nào cũng trẻ hơn, tóc nhiều hơn, đẹp trai hơn. Thậm chí cái tên anh lúc nào cũng phải đi trước ổng. Em nghĩ đi, thí dụ như người ta nói Sơn, Tùng, đó, ra một ngôi sao. Thí dụ như ổng đi trước anh đi, Tùng Sơn, ra phiên bản gì em biết rồi. Rõ chưa? Tôi tên gì? Sơn Tùng. Hả? Không phải. Cái gì? Kêu anh Sơn cái ngọt ngào cái nào? Anh Sơn. Cầm cái hồ sơ này, lên gặp sếp Tùng, gấp. Để lo cái dự án BD. Cái gì? BD? Trời đất ơi, BDS 13. BDS là bất động sản. Trời ơi, trời, đầu óc tập trung đi. Đang làm ở công ty nào hả? Xin lỗi. Nè, đến gặp sếp Tùng lẹ đi. Sếp nói phải lo phòng cháy chữa cháy cho nó ổn định, rồi kiểm duyệt, rồi nghiệm thu. Lẹ lên. Trời ơi, anh nhờ ai họp giùm em đi. Em không có gặp sếp Tùng đâu. Hối chứ không có gặp sếp Tùng đâu. Mà ế, kỳ vậy. Hai người này. Sếp Tùng. Tổ
tùng nào. Dạ sếp Tài. Tại sao cũng dừng tê mà không không Tài mà cứ tùng 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 hoài là sao? Em xin lỗi sếp mà ngộ lắm sếp, hình như ông Tùng ông ám nguyên công ty này làm sao á. Bây giờ rõ ràng là hai người đó có vấn đề ghê. Hai người nào? Em nghĩ cho là em với sếp. Bỏ nha. Bỏ ý định đó liền nha. Dạ dạ. Em cậu không phải là gu của tôi. Em quên, em quên. Vì á, Vì với sếp Tùng á chắc chắn có vấn đề rồi. Em nghi lắm, có nhiều biểu hiện nó bất thường. Yeah. Hai người đó đang có vấn đề phải không? Yeah. Em nghi lắm. Trời ơi, thôi Dương. Thôi mà chị không, cho chị về đi. Bên ra giữ chị Vy nè. Dạ. Thôi mà bữa khác chị ở đây chơi chút xíu với em đi. Thôi bữa khác chị Vy ở lại. Chị ở lại chơi chút xíu thôi nha. Dạ. Rồi tối nay chị ngủ lại đây nha. Rồi. Chị ơi, tự nhiên chị có nhà quá, chị ngủ lại đây làm chi? Thì chị ngủ lại ở đây với tụi em đi. Ngủ lại ở đây vui lắm á. Ôi, có em với Bình nè. Rồi có ba Tùng nữa. Ôi, tự nhiên có ba Tùng kêu chị ngủ lại chi? Chị có chơi không? Dạ, bây giờ mình chơi hỏi đi. Hỏi hả? Dạ. Vậy là bây giờ em hỏi chị cái gì thì chị phải trả lời cái nấy. Đúng rồi. Rồi chơi xong cho chị về nha. Dạ. Rồi bây giờ em hỏi chị nha. Chị có thương em không? Trời đất ơi, dĩ nhiên là có rồi. Hỏi câu nào khó khó hơn chút đi. Rồi đến em hỏi. Rồi chị có thương ba Tùng không? Cái gì, mấy cái đứa này kỳ cục quá, hỏi gì đâu không à. Thôi hỏi câu khác đi. Bình An. Dạ. Thế Tùng nè. Bình An. Trời ơi, cho chị chạy ra cái đã. Khoan. Tụi con đâu rồi? Ba. Ra đây đón ba nào. Khoan từ. Bình An. Đừng nói chị ở đây nghe chưa? Đừng nói chị đây nha. Bình An. Dạ ba. Dạ ba. Bình An đâu rồi? Dạ con tên Ba Tùng. Dạ đây nè. Con thương yêu của tôi đâu rồi? Con chào Ba Tùng. Con chào Ba Tùng. Hôm nay không đón tôi ha. Dạ. Tụi con đang chơi mà. Làm gì đứng vậy? Dạ tụi con chơi mới đứng vậy. Trời ơi, đứng trên giơ cái ghế thôi hả? Hai đứa ngồi xuống. 1, 2, 3, ngồi xuống. Con nói với cái trống phía sau á, lú lên đi. Chứ ba vô ba chọt một cái là tét cái trống rồi nghe. Tự nhiên làm gì vô nhà núp vậy? Chơi. Chơi gì trong này? Chơi với hai đứa nhỏ. Chơi với hai đứa nhỏ mà lấy cái thấy tôi về lấy cái trống che mặt lại. Mà che có hết cái mặt mình đâu. Mọi người ăn trước ngồi đi. Dạ. Chị để cái này xuống dưới đây nè. Ai à? Nó đó. Thằng Bình. Cái mùi này là mùi thằng Bình, mùi rất là quen thuộc. Là không nó. Phải con. Thôi đừng có nhúng nhúng rớt tùm lum, bây giờ ngồi xuống đi. Không phải của con mà. Thôi, con biết mùi này là của ai rồi. Đó, mẹ nghe chị con nói nè. Là mùi của ba Tùng. Mỗi khi mà ba Tùng căng thẳng là ba Tùng hay xì ra lắm. Thôi, không phải đâu, em con nhận rồi. Không mà. Ba Tùng mà. Con tại sao không dám làm mà không dám nhận? Sao ba Tùng làm mà ba Tùng không nhận vậy? Tại nhận quê. Ngồi xuống đi. Hai đứa con mắc cười lắm. Nhận giùm ba một cái chết hả? Nuôi cho ăn học khôn lớn, còn một hai cái xì hơi mà không chịu nhận giùm ba, đồ bất hiếu. Tôi nói gì nói đi, chứ tôi là tôi quê rồi. Là nó không phải là tôi. Tôi lớn rồi, không bao giờ tôi làm một việc đó hay là. Bên, đừng có chọc ba nữa. Rồi nói đi, vô nhà ta không nói ngồi cười hoài vậy. Nói đi, bây giờ không nói cái hồi căng thẳng rồi tùm lum nữa. Vy, Vy vừa lòng chưa? Vừa lòng tụi con chưa? Giỡn giỡn hoài, lát bà nói chuyện với chị Vy xong bây giờ bà xử tụi con. Vy à, Vy. Chị An.
Chắc chị Vi với ba Tùng có chuyện đó. Chuyện gì? Chị không biết luôn hả? Không. Chị Vi với ba Tùng thích nhau. Không phải. Ba Tùng với chị Vi yêu nhau. Ê. Thôi trời ơi, nhảy hoài vậy? Sếp tự giải quyết đi. Em đâu phải mạng chim bồ câu. Tôi tự giải quyết được thì tôi đã làm rồi. Trời ơi, khổ lắm. Mắc gì tôi nhờ cậu? Hả? Giờ có làm không? Ôi, không làm đâu, mệt. Tôi bắt tăng ca nha. Mà quá đáng lắm luôn. Có hai điều trên công ty mà chúng ta nên nhớ. Điều một, sếp luôn đúng. Điều hai, nếu sếp sai, làm ơn coi lại điều một. Trời đất. Làm đi. Yes sir. Trời ơi trời, tôi gối tôi cổ rồi, tôi còn bao nhiêu công việc chưa làm, lúc nào cũng đi đứng cửa giữa. Sếp Tùng mà em đi làm liền. Em làm liền sếp Tùng à. Sếp Tùng nào, tại sao cũng dần tê mà không là sếp Tài cứ sếp Tùng hoài vậy là sao? Em xin lỗi sếp. Mà tất cả chỉ vì phía sau một cô gái thôi. Là sao? Chuyện sao kể tôi nghe coi. Sếp muốn em kể đúng không? Ừ. Tự nhiên em thấy thèm trà sữa quá sao? Tôi ra coi chiều nay được tăng, mình tan ca đó, mình uống trà sữa đâu. Ui ghê quá. Chừng chồng mới lành lũi dễ hoài à. Sếp từ từ nghe em nấu cái sếp. Sếp. Trời ơi, từ sếp. Ôi sếp, sếp nghe em nói đi sếp. Sếp, sếp nghe. Buông ra coi. Ừ. Làm gì vậy? Bây giờ sếp cứ đứng đây nha. Ừ. Coi em giải quyết cái câu chuyện mà phía trước một chàng trai lịch lãm như sếp. Ừ. Làm đi. Nè. Đó, tự giải quyết đi. Ngày nào á, sếp Tùng cũng làm phiền anh hết trơn á. Anh còn bao nhiêu công việc riêng của mình nữa mà. Chừng chưa giải quyết xong mà bây giờ còn thảm làm cầu nối, làm mạng di động, làm chim bồ câu cho hai người. Ủa, hai người không biết nhắn tin cho nhau hả? Không biết trực tiếp trao đổi với nhau hả? Cái gì đó? Tôi nhờ cậu làm sao? Đơn giản mà, bây giờ đối thoại nhau đi. Vậy tự giải quyết nhau đi. Được không? Tôi không thích cách giải quyết này. Ở đây tôi là người lớn nhất. Trời. Không. Ở đây tôi mới là người lớn nhất. À, đúng. Tôi cũng không thích cách giải quyết này. Chứ như sao? Có chuyện gì thì trực tiếp gặp mặt nhau nói chuyện. Làm gì cứ thậm thò thậm thục. Tôi ra lệnh nha. Chuyện này mà không giải quyết xong, tôi cấm nhân viên trong công ty hẹn hò với nhau. Nhân viên không được hả sếp? Ừ. Vậy sếp được không? Sếp là phải được chứ. Trả chữa. Trời ơi ghê quá à. Sếp. Trời ơi. Sếp. Ngồi xích đất. Ngồi xích đất. Chơi bịt mắt bắt dê với tụi con ơi. Biết dạ. Rồi bây giờ mình chơi bịt mắt bắt dê. Dạ. Nhưng dạ. Mà tụi con á phải nghe ông Đức hỏi cái này. Ông Đức hỏi tụi con phải trả lời xong xuôi rồi ông Đức mới chơi bịt mắt bắt dê với tụi con. Dạ ông hỏi đi. Cô Hương đó có hay qua đây chơi với ba con không? Dạ, dạ. Có. Còn hay mua đồ chơi cho con chơi nữa. Dạ. Mua đồ chơi nữa hả? Dạ. À. À mà hôm nay á, cô Hường có qua nè. Qua nữa, qua làm gì nữa? Ăn cơm. Dạ. Ăn cơm chung với ba con với hai đứa tụi con hả? Dạ. Vậy hả? Dạ. Được rồi. Ê, hồi nãy tụi con rủ ông Đức chơi cái gì? Dạ bịt mắt bắt dê. Dạ. Rồi phải có cái gì bịt mắt chứ. Dạ. Đó. Có cớ rồi, có cớ rồi, Tùng ơi là Tùng. Để ông cột cho, để ông cột cho nghe đó. Rồi, bắt đầu, chạy đi nha. Hai, ba. Đi nha, ở đâu? Rồi, bỏ chạy nha. Đó, bắt tiêu rồi. Tôi bắt nha, bịt mắt bắt dê. Là tôi chơi tôi bắt nha. Tôi bắt hết nha. Đâu mất tiêu rồi. Đâu là đứa nào không? Tôi bắt nha. Ai? Ủa ai vậy? Thì cũng muốn dây sợi mới đi. Ai vậy? Dây sợi. Hả? Nàng dần xuống, đáng yêu quá chừng. Ủa, con đi làm hả? Nè, ăn hột gạo ốp la không bà chiên cho? Không, con không ăn. Vậy thôi ba chở con đi làm, chịu không? Không, tự con đi được.
Cái gì? Con có chuyện muốn nói với ba nè. Nói gì? Con yêu cầu ba là không được làm phiền chú Tùng với dì Hường nữa. Chú tai gai mắt thì ba cứ xen như hoài. Kỳ cục không? Tự nhiên cái la ba. Tại vì ba thấy người ta hợp với nhau cho nên ba mới làm vậy. Hợp gì mà hợp? Con không có đồng ý như vậy. Ba muốn con giận ba không? Ừ, trời đất ơi. Ba mà xen vô chuyện chú Tùng là con giận ba thiệt đó. Hả? Ủa cái gì kỳ vậy? Mệt. Quậy. Tôi Hường đây. À chị Hường hả? Thôi không được chị ơi. Tôi nói chị nghe. Trời ơi con Phi nó giận tôi đó. Nó la tôi kìa. Thôi thôi thôi. Cái chuyện của thằng Tùng á, tôi không có dính tới nữa đâu nghe. Mắc công lắm. Trời ơi con tôi nó không có chịu. Nó không cho tôi làm chuyện đó. Tôi nghĩ kỹ chuyện này rồi. Tất cả những chuyện xảy ra là do con Vi nhà anh hết. Nó cố tình hại tôi với anh đó. Cho nên nó ra nông nổi như thế này nè. Nó thích Tùng của tôi. Hả? Hay. Chị mới nói gì? Trời ơi, đừng có lo lắng cho tôi nha. Tôi là một người phụ nữ vững lòng chắc dạ. Tôi không bao giờ thay đổi ai hết. Tôi chỉ có yêu mỗi một mình Tùng thôi anh à. Chị nói rằng là con Vi nhà tôi nó cũng thích Tùng hả? Tất nhiên rồi. Bộ anh không nhìn kỹ cái bản mặt nó hay sao? Hả anh nhìn đi, lúc nào nó nói chuyện với Tùng nó cũng ướt ác hết trơn á. Trời ơi, tức mà ướt gan luôn vậy đó. Tôi thách con Vi với lại con Linh gì đó nha. Đừng có nghĩ là yêu Tùng của tôi được. Trời đất ơi, thì ra là vậy. Không có đâu. Tôi nhất quyết. Tôi sẽ nhất quyết không bao giờ cho con Vi nó tiến tới với thằng Tùng. Không bao giờ. Never. Chà, nhân viên văn phòng mà trễ nửa tiếng là kỳ lắm nha. Trời ơi, gì vậy? Sao hôm nay ông Tùng lại đi đường này? Sáng sớm gặp hắc ám. Ba hả? Ba, xe con bị lủng bánh rồi, ba xuống chung cư ba sửa giùm con được không? Dạ. Ba hả, xe con bị lủng bánh rồi, bây giờ ba xuống chung cư sửa giùm con được không? Vi muốn lớn, Vi muốn trưởng thành mà Vi cứ bám đít ba không sao được hả Vi? Có người nói với tôi như vậy đó. Muốn tự do mà cứ bám đít ba mình không thì làm sao tự do được. Kệ Vi. Chuyện này nhỏ mà, chỉ cần lên tiếng sẽ có người trợ giúp thôi. Không cần. Ê, đẩy không được đâu. Nó nặng bánh lắm. Thôi đưa đây, để tôi. Khoái muốn chết mà đặt xạo xạo. Không cần. Cái gì vậy? Bỏ ra. Ủa gì vậy? Tôi giúp mà, tôi giúp người vừa khó không được sao? Được không? Được sao ta? Đây. Cái này là chắc là bị cán đinh vô ăn ở sau đó. Bị cán đinh rồi. Mình phải rút đinh ra. Sau đó mình đẩy tới chỗ giá xe. Ok. Ấy. Không thấy cái đinh. Chắc cái đinh nó rớt lại bên đường rồi. Bây giờ làm vậy. Có hai cách. Một là Vi đẩy, hai là chú đẩy. Sao? Để Vi tự đẩy. Thôi. Ê, ê, khoan 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 khoan. Trời ơi. Đây 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 đây. Giữa thanh thiên bạch nhật và độc cụ nó chẳng có kiêng dè gì hết. Nó nựng mặt nhau, trời ơi, cái thằng này đúng là trâu già khoái gặm cỏ non mà. Cảm động đúng không? Đúng không? Cảm động đúng không? Muốn mệt quá à. Cùng đi nha. Đây này, đây, 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 đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây.
Mới đẩy xe này. Chiếc xe này nặng để tôi đẩy cho. Đây. Ủa sao đẩy nhanh dữ vậy? Trời ơi. Alo. Tôi nghe nè. Đúng rồi. Cậu tôi xác nhận là đúng đó. Nhưng mà tôi tức, tôi đang tức đây nè. Tại sao mà cô không chịu nói với tôi sớm hơn? Cô nói với tôi sớm hơn là tôi biết cách tôi xử rồi. Được rồi, không sao. Đây nè, hai đứa tụi nó. Trời đất. Thấy chưa? Tự nhiên cái điện thoại tôi chạy vậy? Ngay cái giờ linh cái điện thoại tôi không à. Làm giờ hai đứa tụi nó đi mất tiêu rồi, mất dấu rồi, thấy không? Ủ ghê vậy đó. Cô yên tâm đi. Được, tối nay tôi về tôi sẽ xử. Tôi không có để yên đâu. Thứ mà trâu già khoái gặm cỏ non, tôi sẽ xử. Cô coi nè, thiệt với cô. Ở vậy. Làm gì lâu vậy chú? Có việc trên lầu. Sao? Bà thiệt luôn á. Không nhờ ý kiến của Vi á là sếp Tài ông hành tới biết bao giờ trời. Thì đó, con biết tính sếp Tài mà. Sếp Tài vừa nóng tính mà vừa khó nữa. Mình phải chơi chiêu thì sếp Tài mới lắng nghe mình được. Khó hay là chơi chiêu thì không quan trọng. Sếp Tài dễ dụ lắm. Chỉ cần dắt ông đi karaoke là dụ không được à. Ê, đừng có nói là chú cũng mê giọng hát của sếp Tài nha. Mê hả? Không dám đâu. Miễn nhiễm với giọng ca của ổng luôn rồi đó. Miễn nhiễm hả? Ừ. Miễn nhiễm là sao? Thì hồi trước cũng mê karaoke lắm. Từ ngày nghe sếp Tài hát về đốt vàng karaoke ở nhà luôn rồi. Đúng rồi, hèn chi. Hôm bữa mà sếp Tài dẫn quyên cái công ty mình đi karaoke đó, cái qua ngày hôm sau nhân viên bệnh hết trơn, nghỉ hết. Con mình chú đi làm à. Không dám đâu, chú gồng á. Ở ngoài vậy thôi chứ ở trong là cũng bệnh lắm á. Vậy hả? Ừ, nhưng mà mình phải dán, mình thể hiện. Mình không được thể hiện ra ngoài. Mình phải gồng mình lại. Quan trọng là thần thái. Trời ơi, dạo này tin quá ha. Theo kịp hot trend quá ha. Thần thái đồ nữa. Thần thái thì sao? Thì đó, mình gặp chết Tài mình chứ không phải thần thái cũng đâu, không phải đó. Chứ không có ra thần thái mà ra thần kinh á. Ủa sao cứ chăm chọc tôi hoài vậy? Quan trọng là gặp ổng mình đừng có bao giờ cười. Mình cười là ổng coi thường mình liền. Ghê vậy chú, ổng tưởng mình vậy? Giỡn với ổng. Ừ, mình mặt không phải gầm vậy đó. Ghê vậy ta. Bây giờ con đố chú nha. Nếu mà con làm cho chú cười là chú thua nha. Thua gì cũng thua. Rồi thua một chầu ăn nha. Một chầu ăn luôn. Ok. Còn không cười là thua lại một chầu ăn nha. Ok rồi. Luôn. Rồi bây giờ khoan, đứng lên đi. Sao vậy? Đứng lên cho nó mới dễ phá rối chú nè. Ừ. Rồi chưa? Rồi, bắt đầu. Chuẩn bị. 2, 3. Tuần sau, tuần sau, tuần thôi. Tuần sau, tuần thôi. Trời ơi. Giận mà đi ý nha. Cái trán chú lên nửa đầu luôn á. Cái này giống như cái cầu tuột qua tới bắt. Leo lên nè, leo lên. Xong rồi tụi tôi nè. Đây nè, đây nè. Bây giờ lên vậy ha. Lên nè, lên, lên. Cái tụt của tụi xuống nè. Trời ơi. Ủa. Trời sao cái mỏ vô dính gì vậy? Trời ơi, bị chóc văng luôn nè. Trời ơi là thần. Không thể tưởng tượng cái con này bây giờ nó quá đáng nó lắm rồi. Nó không coi lời tôi ra gì. Còn cái thằng đàn ông kia, thằng Tùng, tao không bao giờ tao chấp nhận. Tao nhất quyết không chấp nhận đâu. Làm gì vậy? Hả? Trời đất ơi, giống như nó hôn nhau vậy. Hả? Trời đất ơi, giữa ban ngày ban mặt. Trời ơi là trời quá đất rồi. Trời ơi là trời. Hả? Trời ơi, hai đứa tụi bay bây giờ dám xà nẹo luôn ở đây phải không? Phải không? Xà nẹo giữa thanh thiên bạch nhật đúng không? Chú Đức bình tĩnh, chú Đức. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Nè, con kia. Bà nói cho mày nghe, mày núp cái gì? Hả? Cái gì mày nháy mắt hả? Hả? Mày nhìn ba mày không ra hả? Đúng rồi. Thời gian gần đây mà lo mình nhìn nó không à. Làm sao mà mình nhìn ba mày ra được. Hả? Chú ơi bình tĩnh chú ơi. Không có cái gì bình tĩnh hết á.
tôi nói cho cậu nghe nghe chưa? Cậu là đàn ông ở trên cái trái đất này, thiếu gì đàn bà phụ nữ con gái nheo nhẹo ở cái hành tinh này. Lý do gì sao mà cậu cứ tìm con gái của tôi không vậy? Nè, tôi cấm nha, cậu mà còn dính dáng gì tới con gái tôi nữa, tôi taekwondo với cậu đó. Hả? Tôi chơi judo bây giờ à? Chú ơi, bình tĩnh đi con, với Vi đâu có gì đâu mà không có bình tĩnh gì hết. Tôi cấm cậu giao du với nó. Còn con nữa, nhớ nghe chưa? Nghe mày, mày phải nhớ một điều này, nếu mày còn xà nẹo với nó, mày đừng có trách ba nghe chưa? Ba. Tôi cho cậu biết, nếu mà cậu mà còn quan hệ với nó nữa thì tôi sẽ rời khỏi cái chung cư này, với con gái tôi rời khỏi chung cư này, hoặc là cậu rời khỏi chung cư này. Ủa, nếu mà hai cha con tôi rời khỏi chung cư này có nghĩa là bán cái chung cư này hả? Dạ. Rồi đi mua chung cư khác ở. Dạ. Ủa mà mua chung cư khác ở phải trả góp sao con? Trời giờ mắc lắm á ba. Thì bởi vậy mới nói trả góp hàng tháng đâu. Nặng lắm đó. Đó. Rồi tôi tao phải cài. Con không có làm, không có tiền. Còn ba lại không có làm được gì nữa. Cực lắm bởi vậy cho nói chung là được làm bộ. Nói chung là trong cái khu chung cư này, một là có chúng tôi, hai là có cậu. Không thôi cậu đừng trách nghe chưa? Đừng trách nghe chưa? Còn mày nữa, đi về. Nghĩ sao mà mày cứ xà nẹo, mày đi theo cái thứ đàn ông nạ dòng này hả? Mày nghĩ sao vậy? Tao cấm tuyệt nghe chưa? Cấm tuyệt. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Nào mình cùng sẽ chia tiếng cười. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.